Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Hôm trước Hường bảo subscribe kênh mà các bạn vẫn chưa. Xem hết video này nhớ subscribe kênh nha, hoặc là sub ngay bây giờ cũng được. Hôm trước mình đã dừng lại ở chỗ đó là chúng ta tạo xong một cái tài khoản Google, tài khoản chạy quảng cáo Google. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên một chiến dịch đầu tiên. Trước khi học chuyên sâu bất cứ một chương trình nào hoặc tham gia một cái chương trình chuyên sâu nào thì các bạn phải biết, nên biết căn bản trước thì các bạn mới làm hiệu quả được. Thì đây là cái bước mặt đầu tiên, hãy thực hiện một chiến dịch cho nó chạy một vài click, cho nó tiêu tốn một vài ngàn đồng. Đấy, lúc đó các bạn có cảm giác Google chạy như thế nào, rồi chúng ta mới bắt đầu là học hoặc là nghiên cứu cũng như là thực hiện các chiến dịch chuyên sâu hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng này để tạo chiến dịch mới. Ở đây có nhiều loại, mình phải chọn đúng loại nha. Ví dụ như muốn tăng doanh số thì chọn cái này, muốn tìm kiếm khách hàng tiềm năng, muốn tăng lưu lượng truy cập đến trang web, hoặc là tăng cái độ nhận diện thương hiệu, rồi tăng cái phạm vi tiếp cận về thương hiệu, rồi quảng bá một cái ứng dụng, một cái app, có thể là app điện thoại, app Photoshop, hay là app video vân vân, chương trình khuyến mãi địa phương. Tức là ở đây là mình quảng cáo xung quanh cái địa điểm mình, ví dụ mình quận 3, mình target tại những vùng lân cận ở quận 3, đây là địa điểm cụ thể dành cho những ai kinh doanh có địa điểm cụ thể. Rồi cái này là giống như kiểu một cái chiến dịch trắng, mình phải thiết lập lại toàn bộ từ đầu. Nên là ban đầu các bạn chọn phù hợp, ví dụ như mình đang làm kinh doanh online không, thì mình cứ làm sao lưu lượng truy cập trên web, mình cứ chọn cái chỗ lưu lượng truy cập trên web là nó phù hợp. Bởi vì là mình cần nhiều người click vào trang web của mình xem. Ở đấy mình có thể bán hàng, có thể là viết bài content, hoặc có thể dẫn tới chatbot, dẫn tới video, dẫn tới email marketing vân vân, thì dẫn đến trang web mình thì chọn ở đây. Hoặc là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hoặc là tăng doanh số, bán hàng luôn. Thì mỗi cái này nó có điểm khác biệt. Ví dụ như tăng doanh số có thể là mình đăng bài bán hàng, ví dụ như mình có thể là mua váy nữ chẳng hạn. Ở đây có rất là nhiều cái bài, có rất là nhiều cái bài quảng cáo nó để ở đây, giá tiền ví dụ đây 98.570.000, có thể loại váy đúng không, đây là quảng cáo, thì đây là quảng cáo bán tăng doanh số thì nằm đây. Thì có nhiều loại tùy, ví dụ như tải app, ở đây thì tải app mình sẽ quảng bá một cái app, có thể là quảng cáo cái app ứng dụng Tiki, ứng dụng về TikTok, ứng dụng về Messenger vân vân, hoặc là ứng dụng về chơi Forex, chơi coin thì chúng ta có thể làm ở đây. Bây giờ nếu mà chúng ta chưa có định hình nào đấy và chúng ta muốn tập trung vào web thì mình cứ bấm vào lưu lượng truy cập trang web nha. Đấy, thường thường nó là lưu lượng truy cập trang web, bởi vì bữa nay thì toàn bộ hầu như là chúng ta sẽ kinh doanh online. Rồi chúng ta muốn tìm kiếm hay là muốn hiển thị, là muốn mua sắm hay là muốn video, ở đây thì giống như kiểu quảng cáo YouTube vậy đó. Bây giờ cái tìm kiếm là cái giống như vừa tìm kiếm đấy. Ví dụ như mua váy nữ Hường search Google thì nó ra rất là nhiều. Đây là quảng cáo này, quảng cáo này, quảng cáo, quảng cáo, quảng cáo. Ok. Hiển thị có nghĩa là ví dụ như Hường tìm một cái từ khóa nó tên là cài mật khẩu cho SIM điện thoại. Ở đây mình vào một cái trang web như thế này thì nó sẽ hiện lên những cái quảng cáo, và đây là những cái sản phẩm mà có thể trước đây Hường quan tâm, hoặc là nó vô tình quảng cáo cho mình dưới dạng banner. Đấy, có thể là điện thoại. Mình click vào đây mua thì ai đó click vào đây thì cái người đặt quảng cáo sẽ tốn tiền quảng cáo đây này. Nội dung chính khách hàng tìm kiếm muốn tìm kiếm ở đây, tuy nhiên là bên cạnh có những cái banner. Thì đây là hiển thị, quảng cáo hiển thị. Rồi quảng cáo mua sắm thì giống như hồi nãy đấy, mua sắm thì Hường vừa search là mua váy thì bên cạnh nó có xuất hiện rất là nhiều váy. Có video thì giống như kiểu là nó xuất hiện những cái kênh ở trên kênh YouTube của mình đang phát. Rồi khám phá, ở đây có nhiều loại thì các bạn có thể chọn phù hợp. Thường thường nếu như mình quảng bá các sản phẩm muốn bán ngay, ví dụ như mình bán các sản phẩm ở trên Clickbank, hoặc là bán sản phẩm cụ thể mà khách hàng hay tìm kiếm, thì chúng ta search tìm kiếm. Bây giờ bấm tiếp tục thì tạm thời các bạn cứ làm đi. Sau đó thì về sau thì chúng ta mới càng ngày càng hiểu rõ hơn chỗ này. Sau đó chúng ta bấm vào tiếp tục. Ở đây chúng ta đặt cho nó một cái tên. Ok, cái này thoát đi. Đặt một cái tên, ví dụ như quảng cáo là mình sẽ quảng cáo là hướng dẫn trang thành viên đi. Đặt quảng cáo trên trang thành viên tìm kiếm. Đặt ở Việt Nam, hoặc là mình không chọn Việt. Mình có thể là chọn tiếng Việt. Đấy, chọn luôn tiếng Anh đi cũng được. Tiếng Anh bởi vì ở Việt Nam mình thì có nhiều người họ sử dụng cái trình duyệt của họ tiếng Anh. Rồi nhập một vị trí khác đi. Ví dụ như mình muốn target tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Mình nhập Hồ Chí Minh. Bạn nào muốn bán hàng tại Mỹ thì cứ target tại Mỹ thôi. Mục tiêu nó. Rồi ok. Đối tượng thì mình có thể là
Ở đây á, thường thường mình một cách đơn giản nhất là chúng ta không thêm đối tượng mà chúng ta chỉ thêm keyword. Cái này tạm thời để đấy không? Ngân sách trung bình muốn tiêu mỗi ngày thì giống như kiểu ngân sách mỗi ngày, ví dụ như Hường muốn là quảng cáo 200 ngàn một ngày cho cái sản phẩm này và đặt giá thầu theo lượt nhấp đi. Đã đặt hạn mức, bây giờ mình muốn là một lượt nhấp thì tối đa là mình phải trả 2.000 đồng chẳng hạn. Mình đặt vô. Rồi tiện ích, liên kết trang web rồi mở rộng, mấy cái này là nâng cao một tí. Rồi, thì ở trên Google mình có hai kiểu. Thứ nhất là mình nhắm theo cái hành vi nhân khẩu học và cái sở thích, cái hành vi của người tiêu dùng. Cái thứ hai thì nó là theo từ khóa. Thì theo, đối với các bạn mới bắt đầu thì theo từ khóa thì có vẻ dễ hơn, bởi vì là mình không biết cái đối tượng khách hàng mình nhắm đến cụ thể thì họ mong muốn gì, họ thích gì, cũng như là họ có những cái hành vi họ làm cái gì, có những đặc điểm chung gì chưa nhận ra, thì mình cứ để từ khóa thôi. Thì tạm thời ở đây mình sẽ bấm là lưu và tiếp tục. Rồi tên nhóm quảng cáo mình đặt cho nó một cái tên. Cái này tài khoản mới nên nó gửi hướng dẫn á, mình cứ thoát nó thôi. Bạn nào muốn xem thì xem nhóm quảng cáo, ví dụ như quảng cáo trang thành viên. Nhóm quảng cáo thì nó nhỏ hơn cái nhỏ hơn chiến dịch. Trong chiến dịch có nhóm quảng cáo, rồi trong nhóm quảng cáo có cái quảng cáo. Thì bây giờ tên nhóm quảng cáo thì mình đặt tên là số 1 đi. Hồi nãy cái chiến dịch là trang thành viên, bây giờ tên nhóm quảng cáo nó là trang thành viên 1. Tí nữa nó sẽ vào trong cái nhóm quảng cáo nó có cái quảng cáo. Thì cái này mình cứ làm từ từ mình sẽ quen. Cái mình thêm từ khóa hoặc là cái trang web. Bây giờ mình sẽ thêm từ khóa đi. Ví dụ như Hường sẽ vào Google Keyword Planner, mình sẽ từ khóa. Lập kế hoạch. Rồi mình mở sang tab mới. Rồi mình khám phá các từ khóa mới này. Ví dụ như là phần mềm làm video. Đó mình search vị trí ở Việt Nam nè. Nếu bạn nào target tại Mỹ thì vị trí tại Mỹ. Sau đó bấm vào xem kết quả. Ở đây có rất là nhiều cái từ khóa khác nhau. Thì các bạn có thể tải xuống ý tưởng từ khóa ở bên phải bên trên. Còn nếu không thì chúng ta có thể copy những cái từ ở bên trang đầu tiên này nè. Mình chọn những cái từ nào phù hợp. Nhớ phải lọc từ khóa kỹ nha. Nghệ thuật lọc từ khóa cũng tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều chi phí đó, đặc biệt là những bạn đang làm tiếp thị liên kết affiliate marketing. Ví dụ như Hường thấy những cái từ khóa này phù hợp thì mình sẽ copy nó, copy từng, thay vì copy từng từ thì mình tải nó xuống đi, tải nó. Sau khi các bạn tải nó xuống thì mình lọc từ khóa nha, mình lọc đàng hoàng hết rồi cái mình ép vô. Ví dụ như từ khóa ở đây, xóa hết hai hàng đầu tiên đi cho nó gọn, rồi lọc. Ví dụ như từ này xóa, từ này không phù hợp, từ này không phù hợp đi, rồi những cái từ không phù hợp trình tự xóa, không phù hợp thì mình xóa nó đi. Sau khi xóa rồi thì mình copy hết những cái từ mà sau khi mình đã lọc đấy, có khá là nhiều, mình có thể chọn mình xóa bớt. Sau khi lọc, giả sử đây là cái lượng mà Hường lọc rồi, sau khi xóa nó đi thì bây giờ mình sẽ add nó vô, paste nó ở đây và bắt đầu là lưu và tiếp tục. Cái những cái từ khóa trên 10 từ thì nó không chịu, vậy mình sửa lỗi thôi. Ví dụ như cái này, thành chỗ C nó, mình qua đây mình kiếm thử xem nó nằm đâu. Find text nằm đây, xóa nó thôi. Rồi ok, qua đây kiếm cái từ tiếp theo nữa. Nó quá số lượng từ nên là nó không cho mình find nó, rồi xóa nó luôn. Rồi kiếm từ nữa, xóa nó. File test. Rồi ok, xóa nó luôn. Rồi ok, close nó, copy nó lại. Mình lại copy cái lượng từ khóa mình đã chỉnh. Giả sử tới đây đi, hành trong C nó. Rồi bỏ nó lại. Rồi ok, lưu và tiếp tục. Xong, chúng ta đã thiết lập những cái đối tượng mà chúng ta hướng đến rồi. Ở đây dựa trên từ khóa. Ví dụ như mình đang để từ khóa này, mình đang để cái từ khóa này ở trong danh sách của mình, đó là phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp miễn phí, đúng không? Thì có nghĩa là khi mình để cái từ khóa này vô, thì có nghĩa là khi có ai đó lên Google họ search là, phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp miễn phí, họ enter cái là nó sẽ xuất hiện cái quảng cáo của mình, nó sẽ xuất hiện cái website của mình hiện lên đây.
họ search bất kỳ một trong những cái từ khóa mà mình để vô này nè. Ví dụ họ search là phần mềm làm clip ảnh, mình để từ khóa phần mềm làm clip ảnh vô, thì bất kỳ khi nào họ search cái từ phần mềm làm clip ảnh thì quảng cáo của chúng ta sẽ xuất hiện, có thể ở đây, có thể ở đây, hoặc có thể ở dưới cùng, tùy vào vị trí cũng như thể loại quảng cáo của các bạn, có thể ở đây đây, hoặc là ở kế bên, hoặc là xuất hiện một số website các bạn truy cập. Đấy, tương tự ví dụ như họ search từ này thì nó cũng ra quảng cáo website của mình nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh là nó hiển thị như thế nào cho khách hàng. Nó hiển thị, ví dụ như mình muốn nó hiển thị như này thì mình sẽ điều chỉnh nó hiển thị như này. Nó muốn hiển thị như này thì mình sẽ điều chỉnh cho nó hiển thị như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước điều chỉnh nó hiển thị như thế nào. Bây giờ chúng ta điều chỉnh nó hiển thị như nào là ở phần tạo quảng cáo. Cái chúng ta sẽ để này, tiêu đề. Ở đây có hai kiểu quảng cáo nha. Kiểu thứ nhất đó là quảng cáo thích ứng, đây là dạng mặc định mà hiện nay Google nó đang để mặc định. Nếu cứ thế này các bạn viết vô thì nó là cái dạng quảng cáo thích ứng. Còn nếu như các bạn không thích thì các bạn bấm vào chuyển về quảng cáo dạng văn bản thì nó là một cái loại khác. Ở đây cái loại quảng cáo thích ứng này, quảng cáo tìm kiếm thích ứng này có nghĩa là chúng ta viết hàng loạt, chúng ta có thể viết chục cái tiêu đề. Và khi mà chúng ta search như thế này nè, cái tiêu đề ở đây nè, nó có thể là chục cái tiêu đề khác nhau, chúng ta không kiểm soát nó hiện cái nào, miễn là nó một trong chục cái mà chúng ta viết. Đây là tiêu đề. Thì một trong chục cái mà chúng ta viết thì nó sẽ hiển thị một trong những cái đấy. Thì đây là 1, 2, 3, 4, có thể là viết 5, 6 cái, hoặc thậm chí viết thêm tiêu đề, viết nhiều hơn, viết vô số, hoặc thậm chí viết chỉ có 3 cái thôi thì nó sẽ hiện một trong ba cái đấy. Còn cái loại mà chuyển về quảng cáo dạng văn bản có nghĩa là mình sẽ viết theo kiểu đó là viết cái tiêu đề nào thì nó ra tiêu đề đấy luôn, chứ nó không có lấy cái tiêu đề lung tung. Ví dụ mình viết cái tiêu đề là mình muốn cái tiêu đề là top 10 phần mềm tạo video thì nó xuất hiện đúng chính xác là top 10 phần mềm tạo video, nó không có hiển thị bất cứ một cái quảng cáo nào, một cái tiêu đề nào khác nữa. Còn ở đây thì nó sẽ sắp xếp. Ok. Và tương tự cho cái phần mô tả, nếu cái loại thích ứng này thì chúng ta sẽ viết một lần tới nhiều cái phần mô tả. Phần mô tả tức là cái phần này nè. Ở đây là có cái tiêu đề đúng không? Phần mô tả là cái phần bé bé ở dưới đây. Mấy cái phần ở dưới đây là cái phần mô tả quảng cáo. Ví dụ như Hường search là phần mềm. Đây, dưới này thì nó sẽ có những cái quảng cáo. Có những quảng cáo nào? Ví dụ Hường search nè. Nó sẽ xuất hiện rất là nhiều quảng cáo và cái đây là cái tiêu đề, còn cái phần này là cái phần mô tả. Vậy nên là ở dưới đây chúng ta có thể viết rất là nhiều cái phần mô tả khác nhau, thêm mô tả nữa, thêm rất là nhiều phần mô tả khác nhau, và khi mà Google nó hiện quảng cáo của mình thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn. Tùy người thấy mà nó sẽ xuất hiện cái phần mô tả nào. Còn cái loại chuyển về quảng cáo dạng văn bản có nghĩa là lúc đấy thì mình fix luôn, tức là mình cho nó là cái phần mô tả nó như thế nào thì hiện chính xác như thế, nó không có đảo vị trí, và mỗi phần mô tả chúng ta chỉ viết một cái tiêu đề, chúng ta chỉ viết một cái tiêu đề như vậy đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển về quảng cáo dạng văn bản cho nó dễ hơn, cho đơn giản trước để mình viết một bài cái tiêu đề trước có chuyển đi. Rồi ok. Như vậy thì quảng cáo dạng văn bản nè, bây giờ chúng ta chỉ cần là viết cái URL cuối cùng. Bây giờ mình để một cái URL cuối cùng, ví dụ như Hường muốn bán cái này. Thì Hường sẽ dán cái này vô. Đấy, trang sau khi khách hàng click vào quảng cáo của mình họ sẽ thấy cái gì? URL cuối cùng có nghĩa là sau khi click vào những cái này, click vào những cái này ra cái gì đấy. Thì bây giờ Hường muốn là click, thì sau khi khách hàng click thì ra cái trang này. Cái tiêu đề. Ví dụ như là mình viết thường đi, viết khoa Google không chịu đâu. Phần mềm làm video xây kênh YouTube, video chuyên nghiệp. Xịn sò đi. Đấy, tiêu đề 2 tức là sau, ở phía sau. Tiêu đề 1 là khúc trước. Ví dụ như mới nhất, dễ sử dụng. Tiêu đề 3 nếu có, một số trường hợp nó sẽ xuất hiện tiêu đề 3, một số thì không. Ví dụ như là cho video YouTube. Cho YouTube. Cho xây kênh YouTube. Cho YouTube đi. Rồi. Mô tả thì mô tả cụ thể hơn. Đây là phần mềm này. Vừa rẻ. Phần mềm bản quyền đắt đỏ nhưng bạn sẽ được sử dụng với giá rẻ hơn ít nhất là 15 lần
Ok, vậy thôi. Rồi viết tên mới nhất. Mới nhất là xu hướng năm nay. Thế như vậy thì chúng ta đã viết xong quảng cáo, và sau khi khách hàng họ search một cái từ khóa là một trong những cái từ này nè, hồi nãy chúng ta echo ấy, thì cái quảng cáo của chúng ta sẽ xuất hiện, cái này nó sẽ xuất hiện phần mềm làm video xịn sò mới nhất. Rồi họ click vô ra trang nào, họ click vô nó sẽ ra cái trang này hồi nãy Hường vừa mới echo đấy. Thì như vậy thì sau đấy mình sẽ bấm vào lưu và tiếp tục, xong rồi, xong vậy thôi, lưu và tiếp tục. Cái này chúng ta có thể viết nhiều cái quảng cáo nha. Hường mới viết một cái, các bạn có thể tạo quảng cáo mới và viết rất là nhiều cái quảng cáo. Tương tự đối với cái nhóm quảng cáo thì chúng ta cũng có thể tạo nhiều nhóm quảng cáo. Rồi chiến dịch, chúng ta có thể tạo nhiều chiến dịch. Trong mỗi chiến dịch tạo nhiều nhóm quảng cáo. Trong mỗi nhóm quảng cáo có nhiều quảng cáo. Ok, trong nhóm quảng cáo lúc nãy là mình lập từ khóa này. Rồi trong quảng cáo thì chúng ta sẽ muốn khách hàng thấy chúng ta hiển thị như thế nào thì cho nó lên đây. Rồi lưu và tiếp tục. Nó kiểm tra lại lần nữa cho mình này. Kiểm tra check này. Lượt nhấp hàng ngày, chi phí, bla bla. Rồi, ok rồi đúng không? Ok thì bấm xuất bản. Chúng ta vừa tạo xong một chiến dịch về quảng cáo cái trang thành viên. Bây giờ mọi người bấm vào tất cả chiến dịch để xem chúng ta có những chiến dịch nào. Có một cái chiến dịch trước đây nhưng mà Hường dừng nó lại rồi. Đây là chiến dịch Hường vừa mới tạo nè. Đấy, như vậy thì chúng ta đang ở chế độ bật. Nếu mà chúng ta chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể tắt nó đi, bấm vào chiến dịch cụ thể. Chúng ta có thể pause nó như cái trên, tức là dừng. Nút xanh này có nghĩa là chạy đó. Chiến dịch đang chạy, rồi bấm vào chiến dịch chúng ta sẽ thấy là ads group, tức là nhóm quảng cáo đang chạy. Rồi bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy là những cái từ khóa nào. Rồi muốn xem cái quảng cáo thì chúng ta bấm vào quảng cáo và mở rộng thì chúng ta xem quảng cáo đây, và muốn thêm nó thì thêm. Đây là Google đang duyệt. Trong thời gian chờ thì chúng ta cứ tắt máy và chờ thôi. Nhớ là kiểm tra coi thử là tiền ở trong đây còn đủ không. Nếu mà hết tiền thì chúng ta ép vô, chứ không là tài khoản nó không chạy đó. Ok, như vậy thì Hường sẽ tạm thời tắt nó đi, thôi nó lại đi, tạm dừng. Vì mình lấy làm ví dụ thôi mà. Mình sẽ có cách làm cho nó hiệu quả hơn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Nhớ như lời hứa ban đầu, đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của Hường. Hường chia sẻ chủ yếu về affiliate marketing, tiếp thị liên kết, nói chung là bán hàng trên mạng. Bây giờ mọi người có thể là tham khảo những cái cách tạo thu nhập trên Internet khác thông qua cái danh sách phát. Ví dụ các bạn vào đây có những cái mục, ví dụ như quảng cáo Google nè, kiếm tiền online, kiếm tiền với affiliate marketing, rồi làm nào để có thể kiếm tiền YouTube, và đặc biệt là có một cái chuỗi video Hường tạo ra là tạo một kênh YouTube để kiếm tiền với affiliate marketing. Có thể bấm vào đây để chúng ta xem các video từ bài 1 cho đến bài các bài tiếp theo. Ok, hẹn gặp lại các video tiếp theo.